Hạt bo bo thời bao cấp, nỗi ám ảnh trong đêm dài đói kém. Bo bo chính là hạt mì, một loại ngũ cốc mà nhà nước cấp cho người dân trong thời kỳ bao cấp. Ăn cơm độn bo bo là ký ức không bao giờ mở phai của nhiều người Việt thời kỳ này. Thời khan hiếm miếng ăn, người ta hay nghĩ ai có chân trong công ty lương thực là mèo sa hổ mỡ, nhưng thực tế không hẳn vậy. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ văn phòng từ thời còn là tổ thu mua, vẫn nhớ chế độ được mua gạo của mình cũng thiếu hụt như mọi người. Hồi ấy, ba má đã lớn tuổi không nhai nổi hạt bo bo mà vẫn cố để nuốt chửng vào bụng. Thế nhưng, cũng chẳng tiêu nổi. Mấy chị em khi đó phải nhường cơm cho ba má. Hũ gạo của cán bộ nhà nước có chế độ mà còn thiếu hụt, thì tình hình của người dân bên ngoài rất căng thẳng. Ông Trần Văn Đức, dân kinh tế mới, nhiều tháng liền vợ chồng phải ăn bo bo để dành gạo nấu cơm, cháo, cho con. Có tối vợ ông loay hoay với con nhỏ, quên ngâm bo bo để sáng hôm sau nấu cho chồng đi đạp xích lô. Sáng hôm sau ông dậy, đói quá phải đổ đại bo bo khô vào nồi nấu suốt 2 giờ đồng hồ, mà nó vẫn cứng. Nhai đâu có nổi, tôi phải cố nuốt trọng xuống bụng, bị nghẹn suýt tắc thở, tôi ngã lan ra, bà vợ tưởng chồng bị tai biến vừa khóc vừa la làng. Hàng xóm chạy sang thấy tôi ho, ói được mỡ bo bo nguyên hột ra ngoài, cái bao tử không thể nghiền được hạt bo bo. Không chỉ dân kinh tế mới khó khăn, nhiều người có nhà cửa, sinh kế bình thường ở Sài Gòn lúc ấy vẫn nhai khoai mì, khoai lang, cơm trộn bo bo. Cũng bởi thế mà trong ký ức những người từng đi qua thời bao cấp coi bo bo là một thứ ám ảnh. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.